Chào các thầy cô, rất vui được đồng hành cùng với các thầy cô trong khóa học online của XGen xây dựng tư liệu giảng dạy địa lý. Và mình là Vũ Yến, mình sẽ đồng hành với các thầy cô trong khóa học này. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với bài học đầu tiên là tìm kiếm hình ảnh và bản đồ trong dạy học địa lý. Thì các thầy cô biết được rằng với môn của mình là một cái môn mà có cái tính trực quan cao thì sẽ học sinh sẽ rất dễ hiểu với hình ảnh, với bản đồ. Cho nên khi dạy học bao giờ các thầy cô cũng sẽ rất ưu tiên trong việc là mình tìm kiếm những hình ảnh gì, những bản đồ gì cho quá trình dạy học. Thì qua kinh nghiệm dạy của mình và qua kinh nghiệm tìm kiếm thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ với các thầy cô ở trong cái bài học này. Thì ngoài việc là chia sẻ những cái trang giúp các thầy cô tìm hình ảnh chất lượng cao, những bản đồ phong phú và đa dạng, thì mình cũng giới thiệu cả những cái trang mà có thể khơi dậy cho các thầy cô những cái ý tưởng dạy học mà mình có thể áp dụng được vào. Bởi vì thầy cô biết rằng cái môn địa lý của mình ấy, thì nó ở nước ngoài cái chương trình nó cũng khá giống, mà mình theo bản thân mình thấy thì cách dạy của các thầy cô ở bên nước ngoài ấy, hoặc chương trình học của họ, mình cảm thấy là nó rất là nhẹ nhàng và khoa học chứ không phải nặng nhiều lý thuyết như bên mình, nên mình có thể tham khảo cái ý tưởng dạy học của họ. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay. Trước hết là về những trang tìm hình ảnh. Thì trang đầu tiên mình giới thiệu với các thầy cô đó là trang vectorstock.com. Thực ra gọi là hình ảnh thôi, nhưng mà trong đây nó cũng sẽ có chứa khá nhiều bản đồ. Và chỉ khi mà chúng ta in ra cái chất lượng cao, in ra các phóng cỡ to thì sợ nó nhòe thôi. Thì trong cái trang vectorstock.com này nó có tới hơn 15 triệu những hình ảnh vector miễn phí. Mà trong đó thì có rất nhiều những cái nội dung mà liên quan tới môn địa của mình. Thì các thầy cô chỉ cần truy cập vào cái đường link vectorstock.com này. Đây là giao diện của trang này. Các thầy cô có thể đăng nhập vào. Mình đã đăng nhập vào rồi. Thì các thầy cô có thể đăng nhập ở đây khi mà mới đăng nhập lần đầu tiên ấy. Trình duyệt lần đầu tiên nó sẽ có cái mục cho mình đăng nhập ở trên này. Các thầy cô đăng nhập dễ dàng lắm, có thể bằng tài khoản email hoặc là tài khoản Facebook. Thì khi vào cái trang vectorstock.com như này thì các thầy cô lưu ý là để tìm kiếm được thì chúng ta sẽ sử dụng các từ khóa bằng tiếng Anh. Và khi sử dụng từ khóa bằng tiếng Anh thì các thầy cô có thể sử dụng công cụ hỗ trợ là Google Dịch, xem cái từ khóa mình muốn tìm kiếm nó viết bằng tiếng Anh như thế nào. Giả sử như bây giờ mình muốn tìm kiếm những hình ảnh thông tin về châu Phi chẳng hạn, thì mình sẽ tìm từ khóa bằng tiếng Anh. Đấy, thế là sẽ hiện ra rất nhiều ở dưới này. Và khi đó các thầy cô sẽ nhìn thấy có rất nhiều những bản đồ được đưa dưới dạng file ảnh ở trong này cho chúng ta. Và có những cái hình ảnh rất đặc trưng cho châu Phi. Các thầy cô có thể sử dụng để dạy bài châu Phi. Kể cả ở chương trình lớp 7 hay lớp 11 thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Và với mỗi một cái tìm kiếm thì các thầy cô sẽ thấy có những cái gợi ý ở bên này, và đều liên quan tới châu Phi hết. Đấy, ví dụ như là du lịch châu Phi này. Click vào đây. Đấy, các thầy cô sẽ thấy một cái hình ảnh như thế này về châu Phi. Thì khi hướng dẫn học sinh tìm kiếm các hình ảnh cho bài trình chiếu hoặc là cho học sinh làm những cái sản phẩm sáng tạo thì các thầy cô có thể sử dụng trang web này. Các thầy cô muốn tải về cũng đơn giản. Các thầy cô thấy là với mỗi một cái hình ảnh này nó sẽ có cái nút download ở đây, hoặc là các thầy cô kích vào download image ở đây. Như cái này là hình ảnh, này là hình ảnh mất tiền. Thì mình kích vào hình ảnh đó, sau đó chúng ta download hình ảnh đó xuống, thì là hình ảnh này mình sẽ được download miễn phí. Còn ở bên đây chất lượng cao hơn thì mình sẽ phải mất phí. Ví dụ như khi tôi tải xuống rồi thì các thầy cô sẽ thấy có hình ảnh như thế này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ở trong một bài trình chiếu PowerPoint của mình. Khi đưa vào bài PowerPoint, các thầy cô có thể tiến hành cắt cái đoạn ở dưới này đi. Thế đây là một trang. Ở trong này nó có rất nhiều hình ảnh.
Khi mình tìm kiếm một hình ảnh thì ở phía dưới nó sẽ có những cái hình ảnh tương tự. Biểu tượng của châu Phi mà thầy cô không hoàn toàn không phải can thiệp gì nhiều. Và tương tự như trên là châu Phi, đây thì có Australia này, có Nhật Bản này, tức là những hình ảnh tương tự về một số quốc gia ấy mà mình có thể sử dụng sẵn những hình ảnh của người ta rồi. Click vào Nhật Bản thì các thầy cô sẽ thấy những hình ảnh biểu tượng khác ở dưới này. Các thầy cô hãy dành thời gian để thầy cô tìm kiếm thêm những cái hình ảnh thông tin quan trọng mà phù hợp với bài dạy của mình ở trong trang này nhé. Trong này vừa có hình ảnh vừa có bản đồ. Trang thứ hai mà mình hay tìm kiếm cả hình ảnh cả bản đồ và quan trọng hơn nữa đó là những cái ý tưởng dạy học, đó là trên Pinterest. Trên Pinterest này thì nó vừa có giao diện web và vừa nó có ở dưới dạng app ở trên điện thoại. Các thầy cô có thể tải nó ở trên điện thoại. Các thầy cô vào pinterest.com và đây các thầy cô cũng có thể đăng nhập. Như này mình đã đăng nhập rồi, thầy cô có thể đăng nhập bằng tài khoản email, tài khoản Facebook đều được. Việc đăng nhập nó rất dễ dàng. Thì cũng giống như trong Vector Stock, trang này các thầy cô cũng phải tìm kiếm bằng tiếng Anh thì nó sẽ nhiều hơn. Vì các thầy cô hình dung cái Pinterest này nó giống như là một cái trang Facebook bằng ảnh ấy. Như là những người ta sẽ đăng những cái ý tưởng, những cái sản phẩm của mình lên trên này. Nó cũng là một cái trang để bán hàng mà. Sau đó những người khác, khách hàng giống như chúng ta chẳng hạn, sẽ vào để tham quan. Thì khi vào tham quan này, các thầy cô nhìn tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh mà thầy cô sẽ tìm được những cái hình ảnh, bản đồ và cả những ý tưởng dạy học nữa. Ví dụ như ở trong của mình đây, mình đã lưu được khá nhiều hình ảnh, khá nhiều ý tưởng dạy học về từng phần. Ví dụ như để dạy phần bản đồ. Và trong đây với mỗi một cái hình ảnh chúng ta có thể ghim lại để sau này chúng ta tìm kiếm nó dễ hơn. Mình demo cho các thầy cô trong cái phần bản đồ nhé. Ví dụ ở đây, trong phần này, khi mà mình tìm kiếm về phần bản đồ và về phần dạy về phần hệ mặt trời ấy, tìm kiếm với cái thuật ngữ là solar system đây, thì các thầy cô sẽ thấy là mình thấy nó hiện ra là rất nhiều các ý tưởng cho học sinh thực hành cái phần này. Ví dụ như đây các thầy cô nhìn thấy này, mình hoàn toàn có thể cho học sinh làm những cái sản phẩm như này mà nó rất đơn giản mà lại rất sáng tạo. Đấy, các thầy cô có thể nhìn thấy những cái sản phẩm học sinh có thể tạo ra đây. Và mình hoàn toàn có thể hướng dẫn cho học sinh làm được. Thì khi dạy vào bài hệ mặt trời, các thầy cô có thể tham khảo phần này và cho học sinh làm. Và khi các thầy cô thấy một cái hình ảnh nào đó ấn tượng và các thầy cô muốn lưu nó vào, thì các thầy cô nhấn vào cái nút lưu ở đây. Thì các thầy cô nhớ là trong đây nó sẽ có các bảng, phần trắng bên này sẽ là bảng. Ví dụ như trong của mình nó có rất nhiều bảng như này rồi. Nhưng mình thấy cái bài này nó không có muốn nó lưu nó vào một cái bảng riêng thì mình kích vào cái phần mũi tên xuống dưới phần trắng này để chọn vào tạo bảng. Đấy, ví dụ mình chọn demo chẳng hạn. Mình tạo. Đấy, thế là khi đó cái sản phẩm này nó sẽ lưu vào cái bảng của mình. Sau này mình chỉ cần vào cái phần tài khoản của mình này là nó sẽ hiện ra các bảng ở đây. Như trong đây mình đã lưu được các bảng về đất này, về phong, về gió, về khí quyển. Ở trong đây thì hầu hết các thầy cô sẽ tìm kiếm được các ý tưởng dạy học cho bài, cho chương trình địa lý đại cương ở lớp 6, lớp 10 và địa lý thế giới ở lớp 7, lớp 8 và lớp 11. Thì cái khung chương trình này nhìn chung nó khá giống so với cái chương trình ở nước ngoài. Còn với ý tưởng dạy địa lý 12 thì sẽ phải nhờ các thầy cô, là các thầy cô sẽ tạo sản phẩm rồi các thầy cô tự lên ý tưởng rồi share cho nhau. Ở trong đây mình đã có khá nhiều bảng và cái phần Pinterest này thì nó có một cái ưu điểm đó là nó có thể cho chúng ta theo dõi, giống như chúng ta theo dõi một cái bạn nào đó trên Facebook ấy. Thì ở đây các thầy cô có thể theo dõi bằng theo dõi cái bảng của mình bằng cách là thầy cô đánh vào ô tìm kiếm, các thầy cô đánh chữ Vũ Yến thôi. Đấy, thế các thầy cô sẽ thấy là hiện tên và hình ảnh của mình ra rồi, các thầy cô nhấn vào cái nút theo dõi. Ví dụ như người khác ở đây thì không có, nhưng mà của mình ở đây mình không lưu được, nhưng các thầy cô khi vào cái bảng của mình rồi, các thầy cô nhấn vào nút theo dõi và khi đó các thầy cô hoàn toàn có thể xem được những cái bảng mà mình đã ghim.
Và các thầy cô cũng có thể lưu được những cái bảng của mình đã ghim vào cái mục bảng của thầy cô. Trong này có rất nhiều ý tưởng, các thầy cô mà có dạy theo định hướng STEM thì các thầy cô cũng có thể tìm kiếm rất nhiều ở trong này. Và cái môn địa của mình về phần tự nhiên cũng có thể giáo dục tích hợp STEM được. Để có ý tưởng thì chắc là các thầy cô phải đi học thêm qua STEM của cô Hiền. Chứ mình thì về phần STEM mình không mạnh cho nên mình không dám giới thiệu nhiều. Thì trong này các thầy cô có thể đưa ra những cái ý tưởng này cho kể cả cho con của mình nhé. Trong đây các thầy cô mầm non có rất nhiều sản phẩm mà có thể sử dụng cho con của mình. Đa phần ấy, những sản phẩm trong này là họ, các thầy cô cứ hình dung nó giống như là một cái Shopee ấy, là người ta đưa ý tưởng lên và đưa sản phẩm lên để người ta, hầu hết là người ta bán hàng. Tất nhiên cũng sẽ có những cái ngành miễn phí để các thầy cô có thể lưu vào. Những cái sản phẩm người ta bán hàng, người ta sẽ đưa chúng ta cái giới thiệu để demo, và mình sẽ dựa vào cái demo đấy là mình tự tạo ra cái ý tưởng dạy học cho của mình. Thầy cô tiếp tục dành thời gian để tìm kiếm thêm về trang Pinterest này nhé. Trang thứ 3 để tìm kiếm bản đồ thì các thầy cô mình sử dụng cái trang của Axis Online. Axis thì các bạn thầy cô nếu mà đã học về thành lập bản đồ thì chúng ta có Map Info, có Axis, thì các thầy cô biết là đấy là những cái phần mềm mà giúp chúng ta tạo được những cái bản đồ chuyên đề. Các thầy cô đã từng học qua chuyên ngành địa lý thì chắc chắn là sẽ biết, đặc biệt là các thầy cô học ở sư phạm 1 là sẽ có cái ngày trước là học Map Info, nhưng mình học Map Info. Sau này thì cao hơn là các bạn sẽ học đến Axis. Thì trong đó cái bản đồ được thành lập, bản đồ chuyên đề ấy, thường là chúng ta sử dụng bản đồ giáo khoa là sản phẩm cuối cùng rồi. Còn khi mà người ta thành lập là người ta xây dựng sẽ thành lập các bản đồ chuyên đề, nó sẽ bao gồm nhiều lớp khác nhau. Các lớp nó sẽ chồng lên nhau và cuối cùng tạo ra sản phẩm. Thì cái việc mà xây dựng bản đồ bằng Axis là mình không hướng dẫn. Kể cả Map Info cũng thế, bởi vì nó rất là phức tạp. Mình chỉ giới thiệu với các thầy cô cái trang này là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm giống như kiểu bản đồ giáo khoa là người ta đã tạo ra rồi, và sử dụng sản phẩm cuối cùng cho việc giảng dạy thôi. Thì các thầy cô truy cập vào cái đường link của cái trang Axis Online này, mình sẽ đưa đường link cho các thầy cô. Axis này nó sẽ cả là một cái mảng rất là rộng, không chỉ dành riêng cho giáo dục mà nó còn dành riêng cho về kinh tế, về xây dựng nữa. Nhưng trong đó nó có một mảng dành cho giáo dục của mình về education này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài nguyên của họ. Khi thầy cô truy cập vào đây, đây là mình đã sử dụng công cụ Google Dịch rồi. Bởi vì cái trang này nó toàn tiếng Anh không, mình cũng phải sử dụng Google Dịch để mình làm. Trong đây nó sẽ có các bản đồ hỗ trợ cho không chỉ môn địa, cả môn văn, cả môn sử nữa. Mình có thể giới thiệu cho các thầy cô khác môn, nhưng mình có thể khai thác cho mình. Môn địa của mình có thể sử dụng về khoa học trái đất này, khoa học môi trường, địa lý con người tức là phần dân cư, địa lý thế giới. Thì trong đây ví dụ như về phần dân cư chẳng hạn, các thầy cô cứ tìm kiếm từng phần một nhé. Mình chỉ demo thôi, giới thiệu trong từng phần nó có những gì. Ví dụ như trong đây, trong phần địa lý con người chẳng hạn, nó sẽ có các cấp độ này, tìm hiểu về khoảng cách, tìm hiểu về toàn cầu hóa, về dân số. Đa phần ở đây nó là những cái sản phẩm, nếu như có một số sản phẩm thì đa phần nó đều là của Hoa Kỳ ấy. Mình sẽ tìm những cái sản phẩm nào nó có quy mô toàn thế giới, về di cư, chỉ số phát triển con người, về đô thị hóa, về so sánh sự phát triển, sự phân chia thành các nhóm nước ấy. Mình sẽ tìm hiểu từng phần một. Thì trong từng phần này, trong đây mình chỉ demo một phần thôi nhé, các thầy cô sẽ dành thời gian các thầy cô tìm thêm. Ví dụ như về phần dân số thế giới, các thầy cô click vào thì nó sẽ hiện cho mình một bản PDF. Cái bản PDF này nó sẽ đưa cho chúng ta cách sử dụng, cách khai thác cái trang bản đồ ấy. Nó bao gồm các mục này, hầu hết đều bằng tiếng Anh. Thôi đành chuyển cái file PDF này về dưới dạng Word rồi chuyển nó sang bên dịch sang tiếng Việt vậy. Hoặc thầy cô có thể sử dụng cái vốn tiếng Anh của mình để các thầy cô xem hướng dẫn cách sử dụng. Ví dụ ở đây người ta có một phần là hỏi những quốc gia mà đông dân nhất chẳng hạn. Thì đây là file PDF có hướng dẫn sử dụng trang bản đồ. Trong mỗi file PDF nó sẽ có một cái khu vực ở trên này. Cái này sẽ có cái đường link dẫn tới cái trang bản đồ.
Các thầy cô click vào cái đường link này là nó sẽ dẫn cho chúng ta tới cái trang bản đồ, mà cái bản đồ này là cái bản đồ chuyên ngành. Đấy, chúng ta có thể sử dụng tương tác online ở trên lớp các thầy cô mà có mạng thì các thầy cô sử dụng trực tiếp. Còn một chút nữa mình sẽ hướng dẫn các thầy cô sử dụng offline cái trang này nhé. Ví dụ như đây, nó sẽ hiện ra một cái trang bản đồ như thế này. Thì những cái hình tròn này là quy mô dân số của một quốc gia. Ví dụ như đây, khi mà mình click vào Trung Quốc chẳng hạn, nó sẽ hiện ra Trung Quốc, số dân từ 1960 cho tới 2017. Và 2017 là 1,3, gần 1,4 tỷ người rồi. Mình có thể kéo để xem quy mô các quốc gia, dân số của các quốc gia khác. Ví dụ như của Việt Nam mình nha. 2017, 95 triệu người. 2019 là hơn 96 triệu người. Vậy con số này khá chính xác và khá cập nhật đấy. Ở bên này sẽ là phần chú giải. Các thầy cô vào cái nút content này, nó sẽ có nội dung. Đây, vì sao mình gọi là bản đồ chuyên đề? Vì nó bao gồm rất nhiều lớp khác nhau. Ví dụ như bây giờ thầy cô nhìn thấy mình đang tích ở cái bản đồ là World Population, tức là bản đồ dân số thế giới. Khi mình tắt cái chữ V đi thì trên đây nó không hiển thị gì cả, nó chỉ là một bản đồ trống thôi. Đây là mình, cái thứ hai là mật độ dân số. Thì cái bản đồ mật độ dân số này nó chưa phủ kín toàn thế giới, nó chỉ phủ kín được một số quốc gia thôi. Thì mình chỉ sử dụng tham khảo thôi. Mình muốn nó thể hiện nội dung nào thì mình click nó vào cái nội dung đó. Ví dụ như đây là hình như là tỷ suất tử thì phải. Còn đây là tổng tỷ suất sinh. Đúng rồi, tổng tỷ suất sinh của từng quốc gia. Đây là tuổi thọ trung bình. Rồi, thầy cô muốn nó hiển thị nội dung nào thì thầy cô tích vào cái chữ V ở bên này. Là chúng ta muốn biết quốc gia nào thì chúng ta click vào là nó cũng sẽ hiển thị lên. Đấy, như lên của Lào này, phóng to ra được này. Nào, click vào Việt Nam nhé. Đấy, 1975 là 61,5 tuổi. Và năm 2016 là tuổi thọ trung bình của mình là 76,3. Như vậy là có tăng lên rất nhiều rồi. Ở mỗi một cái lớp bản đồ nó sẽ có cái chú giải. Các thầy cô nhấn vào cái biểu tượng có mũi tên đi lên này, nó sẽ có chú giải. Màu này sẽ tương ứng với bao nhiêu điểm và dưới dạng bảng. Nó sẽ load cho mình bảng ở dưới này. Đấy, tên các quốc gia, diện tích, tuổi thọ trung bình qua các năm. Tức là mình vừa lấy được cả những cái số liệu mới nhất và mình vừa lấy được cái hình bản đồ. Thì như này, nếu như các thầy cô mà có internet ấy, thì các thầy cô sẽ cho học sinh hoặc sử dụng xem trực tiếp luôn. Còn nếu các thầy cô mà không có internet thì sao? Không có internet thì chúng ta đành hoặc là quay phim hoặc là chúng ta chụp ảnh lại màn hình thôi. Chúng ta sử dụng cái chức năng chụp ảnh quay phim màn hình để chúng ta quay lại cái màn hình này thôi. Ví dụ như với chụp ảnh chẳng hạn, với chụp ảnh thì các thầy cô chỉ cần nhấn cái nút print can ở trên bàn phím ấy, thường là cái nút đấy ở bên cạnh nút F12. Các thầy cô nhấn vào cái nút đó, sau đó các thầy cô sử dụng ứng dụng Paint. Đấy. Và các thầy cô paste nó ra đây. Không được nha. Không hiểu sao không được, nhưng mà các thầy cô có cách khác nữa để các thầy cô sử dụng. Thường là mình sẽ dùng, nếu các thầy cô hay sử dụng cái nút chụp màn hình ấy, nút print screen ở trên cạnh F12, hoặc các thầy cô sử dụng công cụ sleeping tool, là công cụ có biểu tượng hình cái kéo mình để ở dưới đây này,
Thì cái này là nó có sẵn tích hợp trong Windows rồi. Các thầy cô sử dụng Win 7, Win 10 thì đều có hết. Cách tìm kiếm là các thầy cô vào mục tìm kiếm ở đây. Sau đó các cô đánh chữ Sleeping Tool, chữ S, N. Đấy, nó sẽ ra cái Sleeping Tool này. Và các thầy cô có thể nhấn chuột phải để các thầy cô pin to taskbar, tức là pin to cái thanh ở dưới này. Thanh taskbar ở dưới đây để chúng ta sử dụng cho nó đơn giản. Nhưng mình đây mình đã pin to rồi thì mình click vào. Thì đây là công cụ để mình chụp màn hình rất nhanh và nó có sẵn ở trong Windows rồi. Máy mình nó hơi chậm. Phần quay phim màn hình thì để tới những cái bài học sau mình sẽ hướng dẫn các thầy cô cách sử dụng quay phim màn hình. Ví dụ như bây giờ chúng ta khởi động cái ứng dụng cái công cụ Sleeping Tool này thì nó sẽ hiện ra này. Các thầy cô nhấn vào nút New. Khi đó con trỏ chuột nó thành hình dấu cộng. Các thầy cô sẽ dùng cái con trỏ chuột đó quét khu vực các thầy cô muốn copy, muốn cắt, muốn chụp. Thầy cô dừng. Thì khi đó trong giao diện này sẽ để cho các thầy cô cái hình ảnh mà chúng ta vừa cắt. Và hình ảnh này chúng ta hoàn toàn có thể copy. Nhấn vào nút biểu tượng copy ở trên này. Hoặc chúng ta thêm một cái ký tượng gì đó vào một cái ký hiệu gì đó bằng cái bút ở trên này. Sau đó chúng ta copy và chúng ta paste thôi. Hoặc các thầy cô có thể lưu vào dưới dạng một file ảnh. Thế đấy là cách chúng ta sử dụng cái trang bản đồ này. Thường thì là mình sử dụng online, các thầy cô hãy sử dụng cái chức năng phát wifi ở trên điện thoại ấy. Sử dụng 3G tối một chút thì học sinh xem nó sẽ trực quan hơn. Hoặc là các thầy cô quay phim lại màn hình thì tới bài sau mình sẽ hướng dẫn các thầy cô cách quay phim màn hình. Trong này nó có nhiều bản đồ lắm. Trong cái phần giáo dục của Axit này, Education của Axit này, nó có nhiều bản đồ lắm. Thì các thầy cô chịu khó, các thầy cô tham khảo, tìm kiếm ở trong đó sẽ có rất nhiều nội dung để phục vụ cho các thầy cô. Mình giới thiệu thôi, giới thiệu công cụ thôi. Còn các thầy cô hãy dành thời gian tìm kiếm nhé. Trang thứ tư, đó là mình giới thiệu cái trang Hội Địa lý Quốc gia của Hoa Kỳ. Tức là bên nước họ có hẳn một cái Hội Địa lý Quốc gia. Ở trong này thì có nhiều tư liệu lắm. Thầy cô dành thời gian để tìm thêm nhé. Thầy cô vào cái trang nationalgeographic.org này. Sử dụng công cụ Google Dịch là nó sẽ có các dịch hết cho các thầy cô. Như trong đây là những cái dự án mà những cái trang người ta đã thành lập những hiệp hội như này rồi thì nó không chỉ dừng ở cái mức độ dạy học ở trong trường học đâu, mà nó còn có cái phạm vi quy mô rộng lớn hơn liên quan tới những cái lĩnh vực ở trong môn địa lý của mình, đặc biệt là về mặt sinh thái. Thì với những cái nội dung đó thì các thầy cô hãy dành thời gian, nếu quan tâm thì dành thời gian tìm kiếm thêm. Còn ở đây mình sẽ giới thiệu cho các thầy cô cái trang này để các thầy cô tìm kiếm được những cái bản đồ phù hợp với mình. Các thầy cô vào mục giáo dục, chọn tài nguyên lớp học. Tài nguyên lớp học thì nó có phần thư viện tài nguyên. Và đây hầu hết đều là cái phần thư viện, là phần tài nguyên để do các thầy cô tạo bản đồ, tạo dạy học, xây dựng ý tưởng dạy học bằng bản đồ. Trong này nhiều, mình đã xem rất nhiều và mình thấy rất khâm phục cái cách dạy học địa lý ở nước ngoài. Nó khác hẳn hoàn toàn với nước mình. Bảo làm sao mà khoa học bên nước họ nó phát triển như vậy. Tìm kiếm ở bên này, các thầy cô có thể lọc đối tượng địa lý hoặc là khoa học trái đất hoặc xã hội. Nhưng thầy cô cứ để tất cả để thầy cô nhìn. Ví dụ như đây nhá, mình lấy ví dụ về một hôm trước là mình về là về tảng băng trôi chẳng hạn, cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 hoặc cao hơn. Thì với mỗi một cái thư viện chung này nó sẽ có hình ảnh, có những hình ảnh. Và mình xem những hình ảnh này và xem phần giới thiệu của họ ở dưới này để chúng ta đưa ra một cái ý tưởng cho một cái hoạt động dạy học nào đó. Và các thầy cô dạy môn địa của mình mà làm chủ nhiệm ấy, và những cái giờ ngoại khóa, ví như ở trường mình đến cuối tuần giờ sinh hoạt sẽ là giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp ấy. Nhưng thường thì những cái chương trình mà người ta đã đưa ra sẵn thì nó không hấp dẫn thú vị. Các thầy cô có thể sử dụng những cái ý tưởng của họ ở trong này để chúng ta giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh về
các hiện tượng môi trường hay biến đổi khí hậu chẳng hạn. Như vậy trong thư viện tài nguyên này nó có rất nhiều. Các thầy cô hãy sử dụng Google dịch và các thầy cô tìm kiếm thêm nhé. Ví dụ như bây giờ tôi cho chỉ tìm kiếm trong địa lý thôi chẳng hạn. Đấy. Bản đồ miền Bắc Châu Phi này. Có rất nhiều. Mắc ma bên bờ biển Hawaii này. Đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh về hiện tượng mắc ma phun trào ngay trên bờ biển Hawaii. Có rất nhiều nội dung ở trong này. Mà không chỉ riêng môn địa của mình mà các môn khác đều hoàn toàn có thể sử dụng được. Các thầy cô chịu khó thời gian tìm kiếm nhé. Cái thứ hai nữa là trong đây là mình chủ yếu là giới thiệu các thầy cô về phần bản đồ. Các thầy cô vào mục giáo dục này, lập bản đồ, tài nguyên lớp học và lập bản đồ. Ở trong này nó sẽ có phần mapper, map maker tương tác. Tức là có những bản đồ người ta cho mình và tự tạo được những cái lớp bản đồ dựa trên những tư liệu có sẵn mà hoàn toàn đơn giản. Thứ hai là bản đồ khổng lồ. Và thứ ba là tạo bản đồ một trang, tức là cái bản đồ trống. Và đặc biệt là cái bộ công cụ map maker này. Và mình sẽ giới thiệu từng phần một. Đầu tiên là về map maker tương tác. Các thầy cô khởi chạy. Bản đồ tương tác có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là trong này người ta đã có những sẵn những cái lớp bản đồ rồi. Mình muốn thành lập cái bản đồ gì thì là mình thấy những cái nội dung đó phù hợp thì mình sẽ làm. Ghi giao diện của cái trang MapMaker tương tác nó như thế này, bản đồ thế giới luôn. Và chúng ta có thể thêm lớp vào đây. Thì ở đây nó sẽ có về nước này, hệ thống trái đất, về khí hậu thời tiết này, về môi trường. Ví dụ như chúng ta muốn xây dựng một cái bản đồ về thời tiết. Đây, nhiệt độ không khí vào mùa hè, nhiệt độ không khí bề mặt vào mùa đông, bản đồ bão nhiệt đới. Mình có thể chọn nhiều lớp bản đồ và mình muốn hiển thị bản đồ nào thì mình cho nó hiển thị thôi. Cái này mà thầy cô nào mà đã từng học về MapInfo hay ArcGIS thì chắc là sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ đây, bây giờ tôi muốn xây dựng một cái bản đồ về nhiệt độ không khí bề mặt trái đất vào mùa hè, thì các thầy cô click vào biểu tượng dấu cộng này cho nó thành biểu tượng dấu trừ, tức là ở bên ngoài kia đã có rồi, hoặc là các điểm nóng thiên tai. Tôi kích vào, sau đó tôi nhấn vào nút làm xong. Đấy, thì khi ở đây các thầy cô sẽ thấy cái bản đồ nó có hiển thị bề mặt nhiệt độ bề mặt trái đất vào mùa hè. Và đây thì các thầy cô sẽ thấy là cái nền màu đậm là những cái nền màu như này, là khu vực sẽ rất là nóng. Cái màu đậm càng đậm nó sẽ nóng nên khu vực sinh tế tạng nó sẽ mát hơn. Chỉ có một điều hạn chế là cái này nó gần như chỉ cho học sinh xem ở cái trực quan về màu sắc hình ảnh thôi, còn hình như nó chưa có cái không có cái số liệu cho mình để mình có thể cho học sinh xem là cái màu này thì ứng mức bao nhiêu độ. Khi mà các thầy cô muốn hiển thị cái này thì các thầy cô để nó lên trên. Còn khi mà các thầy cô muốn đưa các điểm nóng thiên tai lên thì các thầy cô để cái thiên tai lên trên. Rồi, ví dụ tôi tắt cái nhiệt độ không khí bề mặt đi. Đây, sẽ có các điểm nóng thiên tai. Thì nói về những khu vực nào mà có nhiều thiên tai thôi, chứ nó cũng lại hình như không có cho chúng ta cái chú giải. Các thầy cô có thể tìm kiếm thêm xem là nó có thể hiện cho mình cái bảng chú giải hay không. Thì như mình nói là trong đây là mình sẽ cho học sinh đa phần là sử dụng để mang tính trực quan. Thầy cô tìm hiểu thêm nhé. Nếu mà thấy cái biểu mới nào thì các thầy cô có thể chia sẻ cùng với mình và các thời gian các thầy cô khác. Vì mình cũng mới biết cái trang này, mình chưa tìm hiểu được sâu, giới thiệu cho các thầy cô thôi. Thứ hai là bản đồ khổng lồ. Bản đồ khổng lồ tức là thế nào? Tức là cái bản đồ nó sẽ có kích thước lớn. Các thầy cô có hình dung học sinh nó được đứng ở trên cái bản đồ khổng lồ, hoặc chúng ta được đứng ở trên một cái bản đồ khổng lồ để chúng ta dạy ấy, thì chắc chắn là học sinh nó sẽ rất là thích.
It's a giant map. There's a real excitement about geography and about learning. It's big and it's awesome. Kids can't wait to get on it. National Geographic's giant map is the best tool to engage students in the classroom. They're active, they're using their hands, their feet. They can really explore. It takes... Thì ở đây những cái bản đồ khổng lồ thì nó phải mất tiền. Thế nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể tải xuống những cái bản đồ này và chúng ta đem đi in. Không cần in cỡ to như họ, nhưng mà mình nghĩ nó cũng sẽ khá sắc nét. Thì các thầy cô vào cái nút, vào cái hoạt động có thể tải xuống miễn phí. Mạng nhà mình nó hơi chậm một chút. Trong lúc đó mình sẽ mở cái này. Đây, ví dụ như cái trang mà mình đang tìm đây. Mình sẽ có bản đồ châu Phi này. Đấy, các quốc gia, dân số châu Phi. Bất kỳ một quốc gia, một bản đồ nào. Các thầy cô click vào là, đấy, những cái sản phẩm này hoàn toàn thầy cô có thể download xuống. Vì nó dạng PDF rồi, download xuống thôi. Với châu Phi, với châu Á, với châu Âu, các thầy cô tải xuống được hết. Đấy, bản đồ châu Á. Và cả những cái phần file PDF hướng dẫn cho các thầy cô cách sử dụng nữa chẳng hạn. Ý tưởng hoạt động với cái bản đồ đó. Thầy cô tìm hiểu thêm trong phần này nhé. Một cái nữa ở trong đây mình muốn giới thiệu các thầy cô đó là về bộ công cụ MapMaker. Bản đồ một trang trước. Bản đồ một trang MapMaker bật sẵn trước. Và bản đồ một trang tức là gì? Mình tìm bản đồ ở bất kỳ một khu vực nào, xong rồi mình tải nó xuống thôi. Hôm trước mình đã có xem được sao hôm nay nó lại yêu cầu phiên bản mới nhỉ. Này, là sinh viên nào. Các bản đồ phiên bản thứ 10. Rồi, cái phần này mình sẽ xem lại sau vậy. Bộ công cụ ở bộ tiếp theo đó là cho các thầy cô về bộ công cụ MapMaker. Tức là gì? Tức là ở trong này nó sẽ có cho những cái bản đồ thế giới hoặc bản đồ khu vực mà nó chia cho chúng ta thành từng cái ô như này. Và chúng ta cho học sinh ghép vào. Sau đó chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh sử dụng MapMaker. Đây là gọi là MapMaker kit, bộ kit để xây dựng bản đồ. Ở trong này thì nó có những cái bản đồ như vậy, và thứ hai là có những cái ý tưởng dạy học cho phù hợp với từng cái bản đồ mà mình ghép vào. Ví dụ nha, hoạt động sông của châu Mỹ chẳng hạn. Và mình có thể sử dụng là bây giờ mình không sử dụng sông của châu Mỹ nữa, mình sử dụng sông của Việt Nam mình đi. Đúng không? Thì ví dụ như vào đây nhá. Thì ở đây người ta có lưu ý tưởng là về một cái dòng sông. Nó bắt nguồn từ đâu, nó chảy qua đâu này. Và mình có thể lấy ý tưởng để cho mình dạy lớp mình, môn của mình. Ở trong này các thầy cô sẽ thấy này, nó có bao giờ một cái trang tư liệu nó sẽ có một cái hình, có thể là hình ảnh, có thể là video và những file PDF. Trang file PDF đấy nó có thể là những cái hướng dẫn. Ví dụ như đây là hướng dẫn về các dòng sông ở Mỹ, thì mình có thể thay đổi thành những dòng sông ở Việt Nam, những dòng sông ở Đông Nam Á. Xong rồi mình đưa bản đồ cho học sinh, rồi mình đưa học sinh trả lời dòng sông bắt nguồn từ đâu, dòng sông đổ ra đâu, dòng sông chảy qua bao nhiêu quốc gia, hoặc là dòng sông nó chảy qua những cái vùng khí hậu nào chẳng hạn. Thì những cái này học sinh hoàn toàn có thể tìm được ở trên bản đồ, và chúng ta sử dụng cái bộ công cụ đó. Cái công cụ MapMaker Kit này mình rất là thích.
đặc biệt là trong phần bản đồ mà cho chúng ta tải xuống này, bộ công cụ Map Maker thế giới này. Đấy. Và ở đây trong cái Map Maker thế giới này là sẽ cho chúng ta cái bản đồ của thế giới được chia thành các mảnh. Như đây là 133 mảnh. Và chúng ta hoàn toàn có thể cho học sinh ghép thành một cái bản đồ thế giới, một bản đồ đúng nghĩa là khổng lồ. Và mình đã sử dụng cái này cho học sinh của mình đi ngoại khóa ở bên ngoài và ghép thành bản đồ thế giới là 168 mảnh. Rất là to. Và học sinh khi mà ghép thành cái bản đồ thế giới như vậy thì nó có một cái nhìn toàn cảnh đúng là bản đồ thế giới và nó to đúng nghĩa. Trong này thì người ta sẽ cho chúng ta những cái file có thể là cho bản đồ thế giới nó chỉ bao gồm khoảng 8 mảnh thôi. Tức là ở trên phạm vi trên cùng một cái bàn. Hoặc là có thể là 136 mảnh thì nó to hơn. Đấy. Thì các thầy cô hãy đây cho phép tải xuống nhé. Này, cái nút tải xuống ở đây. Tải xuống cái dạng PDF này và các thầy cô hoàn toàn đem in được. Đây là cái gọi là cái tờ mẫu, mình in ra một tờ A4 cho học sinh nhìn. Còn những cái trang này này, trang tiếp theo này, dòng 1. Đấy, nó chỉ có như này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho tới tận như là 13 thì phải, 23 tới 17. Là khi chúng ta in ra là sẽ có một hàng từ 1 cho tới 17. Học sinh sẽ sử dụng cái vừa nãy, đây, cái này. 1 cho đến 17. Học sinh sử dụng cái này để học sinh biết à ghép sẽ ghép theo cái bản sẵn mẫu như này, giống như trò chơi ghép hình ấy. Nhưng ở đây mình không ghép những cái mảnh puzzle nữa mà mình cho thành những cái dạng bản đồ như này thôi. Và như mình đã nói là mình chỉ gọi là giới thiệu thôi. Còn đâu các thầy cô hãy cố gắng là sử dụng thời gian, sử dụng công sức của mình để các thầy cô làm thêm, tìm hiểu thêm về những cái công cụ trong này nhé. Yêu cầu đối với bài học này là chịu khó xem hết cái đoạn video khá dài này của mình. Và xong rồi các thầy cô hãy làm các nhiệm vụ như mình có yêu cầu ở trong bài ấy. Thứ nhất là các thầy cô hãy share những cái trang mà các thầy cô hay tìm kiếm thông tin về hình ảnh, về bản đồ. Thứ hai là các thầy cô hãy sử dụng những cái trang web mà mình đã giới thiệu với các thầy cô để các thầy cô tìm kiếm hình ảnh, tìm kiếm bản đồ phù hợp với nội dung hai bài học. Các thầy cô chọn hai bài trong sách giáo khoa theo khung chương trình mình đã đưa ở cái file Excel ấy nhé. Với nội dung hai bài học, sau đó các thầy cô lưu vào để chúng ta tạo một bộ kho tư liệu chung, dùng chung mà. Mình làm hai bài, các thầy cô khác cũng làm hai bài thì sau này chúng ta sẽ có một bộ kho tư liệu mà ảnh chất lượng cao luôn. Yêu cầu thứ ba là các thầy cô hãy nêu những cái cảm nghĩ và hướng sử dụng của mình khi mà chúng ta được trải nghiệm cái bài học đầu tiên này. Chúc các thầy cô thành công, học tập vui vẻ nhé. Chào các thầy cô.